Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một món bánh bò cực kỳ xốp mềm nè, bánh bò nước cốt dừa. Và đặc biệt mình không dùng bột gạo nha các bạn. Bánh của mình nè, xốp bông mềm, xốp từ trên xuống dưới luôn, rất là ngon luôn, béo ngậy, thơm, ngon. Thì mời các bạn cùng xem cách làm. Để làm bánh này thì mình sẽ dùng bột mì đa dụng hay là bột mì số 8. Đây, bột này có thể là bột làm bánh bông lan nha các bạn, bột mì ngang á. Rồi, đầu tiên mình sẽ cho vào trong đây một cái quả trứng gà. Mình sẽ cho vào đây 50g đường, là khoảng nửa chén cơm đường. Mình cho vào đây 100ml nước cốt dừa. Các bạn có thể dùng nước cốt dừa lon. Rồi mình sẽ khuấy tan cái phần trứng và đường này ra. Có cái trứng vô á thì mình sẽ tạo cái độ bông xốp, và đặc biệt cái bánh của mình nó béo nữa đó các bạn. Mình sẽ khuấy cho nó tan đều. Rồi mình cho vào đây một muỗng cà phê men khô hay là 2g đó. Mình cũng khuấy cho nó tan. Mình sẽ khuấy kỹ cái phần men này để cho nó tan đều trong cái trứng và đường. Rồi mình sẽ cho vào đây chút xíu muối. Có muối thì cái vị của mình nó đậm đà hơn. Và các bạn nhớ mình khuấy tan men trước rồi mình hãy cho muối vô. Rồi khi mình khuấy đều cái phần muối rồi mình sẽ gây bột. Các bạn sẽ dùng 150g bột mì số 8 hoặc là bột mì ngang á. Nếu mà mình mua rời á thì là bột mì ngang. Rồi mình sẽ khuấy đều. Các bạn nhớ mình gây bột cho nó mịn màng, thì khi mà mình khuấy á, cái bột của mình nó dễ mịn và nó dễ tan hơn. Và mình khuấy cho nó tan đều. Khi mà mình thấy cái hỗn hợp nó ở dạng sệt sệt, tan hết rồi, mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê bột trà xanh để tạo cái màu xanh và hương thơm cho bánh. Mình cho thêm một muỗng canh dầu ăn để cho cái bánh của mình nó bóng mướt. Rồi mình khuấy hỗn hợp này cho nó tan đều. Có cái bột trà xanh này vô á, cái màu bánh nó đẹp và nó thơm nữa. Khi mà mình hấp lên á, nó có cái hương trà xanh rất là ngon. Các bạn cũng có thể dùng bột lá dứa nè, hoặc là nước lá dứa cũng được nữa. Rồi mình sẽ đậy cái khăn lại và mình ủ ở đây khoảng 45 phút. Sau 45 phút thì mình dỡ nó ra. Bột của mình lúc này nó đã nở nè các bạn. Đây, mình quay gần cho các bạn xem. Nó đã nở lên những cái bọt khí lăn tăn nè. Các bạn ủ ở thời tiết nào cũng được, nhưng mà mình thấy 45 phút là vừa luôn. Rồi mình sẽ quấy nó lên nè. Các bạn thấy bột của mình nó có ở cái dạng chảy vậy nè. Đừng có quá đặc nha. Đặc là cái bánh của mình nó cứng, và lỏng quá thì nó cũng không ngon. Nó vậy là vừa nè. Mình sẽ quét dầu ăn vô cái sửng này. Các bạn dùng cái khuôn nào thì mình làm khuôn đó. Quét dầu ăn một lớp rồi các bạn cho bột vô luôn, không cần phải hấp nóng nha. Bởi vì bánh của mình có nước cốt dừa nó cũng dễ chóc lắm. Rồi để cho cái bánh của mình nó nứt đẹp thì mình dùng cái sạn này nè, mình quét một đường. Và nhớ mình quét một đường xong mình sẽ gắt đường cát á các bạn, để cho nó tạo thành cái đường mà mình cắt nha. Đó, mình gắt vậy nè, chút nữa bánh nó nứt ra giống hệt cái đường mà mình cắt luôn. Rồi mình sẽ cho lên bếp mình hấp. Các bạn bật bếp, mình sẽ đậy nó lại để cho nó đừng có nhiễu cái nước mồ hôi xuống á. Và mình hấp ở lửa trung bình. Thì đối với cái sửng này mình sẽ hấp 20 phút với lửa trung bình. Sau 20 phút mình sẽ thử coi bánh chín chưa. Wow, bánh của mình nó nứt nè các bạn. Nó nứt theo cái đường mà mình cắt hồi nãy luôn ha. Ôi nhìn ngon quá. Mình sẽ lấy nó ra cho nó nguội, các bạn hãy lấy cho nó dễ.
Và cái bánh của mình rất là chóc luôn, bởi vì có nước cốt dừa và mình có thoa dầu ăn nữa đó. Đây, phía dưới chăn bánh ở phía dưới rất là xốp, không hề bị chai cứng. Có cái màu xanh cũng đẹp nữa. Bánh rất là xốp mềm. Mình sẽ ấp cái mặt ở trên nè. Các bạn để là tự động nó nứt ra luôn á. Bởi vì nó mềm, nó xốp á, nên nó dễ nứt ra luôn. Cái bánh của mình cầm lên á, nó có cảm giác nó mềm. Nó mềm nhẹ tên luôn. Ôi, mấy bữa nay trời gió quá trời luôn. Gió hụ hụ luôn á. Đây nè các bạn, cái bánh của mình nè. Đó, mềm xốp và cái màu trà xanh nó cũng vừa thôi à, không có quá đậm. Đây, bên trong bánh đây, mềm xốp từ trên xuống dưới luôn. Các bạn cầm lên nó có cảm giác giống như là cái bánh bông lan luôn á. Bởi vì mình làm bằng cái bột mì đa số 8 này nè. Rồi bánh của mình mềm rất là ngon. Các bạn hãy thử làm bằng cái bột mì, làm cái bánh bò rất là ngon, hấp dẫn luôn. So với bột gạo, mình thấy nó ngon hơn luôn á. Đây, bánh của mình bông xốp nè. Mềm mịn rung rinh luôn. Cái phần ở trên nó bóng nữa. Rồi bánh ăn vô hè nó béo, nước cốt dừa nè, ngọt thơm, thơm mùi trà xanh. Đặc biệt là béo nước cốt dừa. Nó mềm mịn. Rồi các bạn hãy thử làm cái món bánh bò này nghe, bảo đảm các bạn hài lòng liền luôn á. Bánh mềm xốp rất là hấp dẫn luôn. Đây nè, mềm bông lên. Rồi nếu các bạn có thích video của mình thì vui lòng đăng ký kênh nha các bạn, like và chia sẻ video ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.